Mau, quay xe ngay. Thưa ngài, hàng của chúng ta. Các người lui xuống đi. Hàng của chúng ta đã bị cướp rồi. Cái gì? Xe hộ tống bản mẫu lúc đi ngang đường Ngưu Diên bị bốn cô gái có vũ trang tấn công. Tất cả thành viên theo xe gặp nạn. Rương đựng bản mẫu đã bị cướp đi. Bốn cô gái có vũ trang sao? Đinh Bác Văn, cựu trạm phó trạm Thượng Hải Trung Thống Dơ Quy Thuận đã phân tích. Bốn cô gái này có lẽ là bốn quả dâu rừng ở cục quân thống. Bốn quả dâu rừng? Tại sao trước đây chúng ta chưa từng nghe nói tới? Đây chỉ là danh xưng của họ trong nội bộ quân thống thôi. Người liên lạc với chúng ta chắc là tối mới tới được. Hay là chúng ta ra ngoài ăn bữa thịnh soạn có được không? Tôi buồn ngủ rồi, muốn đi mấy cô đi đi. Đại tỷ à, hay là chị nấu chút gì cho chúng tôi ăn đi. Tôi không muốn làm gì nữa. Sau đó lên lầu ngâm bồn nước nóng cho thoải mái một chút được không? Tốt nhất là có thêm người đàn ông đi tắm cùng cô. Đại tỷ, món chị nấu là ngon nhất đó. Được rồi, mấy cô bớt nói vài câu đi. Đại tỷ à, khách sạn Đồng Phúc.
Chúng ta nên xuất phát rồi. Nguy rồi, đi mau. Lão đại, lão đại. Đáng sợ quá đi. Đúng là kỳ lạ. Anh nghĩ rốt cuộc chị ta có lai lịch gì đây? Lão đại, chúng ta đừng vào thì hơn đó. Đừng vào, anh Mập nói đúng đó. Im đi. Họ ở chỗ sáng, chúng ta ở trong tối, không sao đâu. Có lý đó. Thú vị thật. Tôi cứ tưởng chỉ có 4 quả dâu rừng, không ngờ lại xuất hiện thêm một quả. Còn có một con cá con nữa. Anh nói ai là cá con chứ? Có tin tôi một phát bắn chết anh không? Cá con chính là cá con. Anh lại. Tôi là ai? Đợi bắt được cô rồi mới từ từ nói cho cô biết. Bắt sống cô ta. Lên, rõ. Thu Như, Thu Như, đi mau. Đi. Đuổi theo cho tôi. Lão đại, hình như là người Nhật. Đừng lên tiếng. Đi. Đi mau. Lão đại, chúng ta về thì hơn. Đúng đó lão đại. Tôi sợ lắm rồi. Đúng đó, đồ vô dụng. Cổ nhân nói, không vào hang cọp sao sao bắt được cọp con. Đúng, chính là cọp con đó. Nói anh biết, bây giờ trong đó chắc chắn không còn ai. Chúng ta mau vào đi, không chừng còn vét được của cải. Đi. Có đi không? Đi thôi. Cô đi trước đi. Tôi đánh là khử bọn chúng. Không được, việc đó để tôi làm cho. Tôi kêu cô đi trước đi. Trước đây đều là do tôi nghe cô. Lần này cô phải nghe tôi. Đi mau. Đi mau. Đi đi.
Hai người vào đi. Có ma. Đi. Chẳng phải chỉ là mấy người chết sao? Còn tự xưng là đàn ông gì? Mau tìm cho tôi xem có thứ gì đáng tiền hay không. Anh nghĩ ở đây có gì đáng tiền không chứ? Đúng đó, nhiều người chết như vậy, đáng sợ quá đi. Đừng nói nữa. Tìm thấy chưa? Lão đại, chỗ này không có gì hết. Hay là chúng ta đi đi, tìm tiếp đi. Mau tìm đi. Anh xem đi. Đừng hù tôi được không? Anh nghĩ có kỳ lạ hay không chứ? Mấy người này ăn mặc rất thời thượng, không ngờ cũng là đám nghèo kiết xác. Anh Mập, khỉ ốm. Hai người xem, đây là gì? Tiền. Có tiền thật. Tiền. Tiền. Thịt viên nhỏ, thích mày chết đi được. Đi thôi. Đi thôi, đi thôi. Sao chạy nhanh dữ vậy? Thật ra ông trời cũng không tệ với tôi, ít ra cũng còn chút tiền này. Đúng ra chúng ta có rất nhiều tiền đó. Cuối cùng thế nào? Chứ gì nữa, chỉ chút tiền này còn cướp từ tay người chết nữa. Lão đại, không tốt lành chút nào đâu. Đúng đó. Thời buổi khó khăn, thời buổi khó khăn mà, quan trọng còn mất trong tay chị ta nữa. Tôi đúng là uống nước cũng thấy mắc nghẹn đó. Làm gì cũng không thuận lợi hết. Đúng là xui tám kiếp luôn đó. Mập, khỉ ốm à? Chuyện gì lão đại? Hôm nay hai anh lúc đi nhà xí không chùi sạch phải không? Lão đại, chuyện này cũng trách chúng tôi sao? Sao không liên quan gì hai người? Tôi nói là đừng bắn. Đừng bắn mà. Là cô ta. Là cô ta đó. Là các người sao? Là chị. Ông chủ Đỗ, anh nói gì vậy? Hôm nay anh đãi tiệc mừng thọ, tôi có chút chuyện nên không tới được. Hôm khác nhất định tới nhà tạ tội. Thật sự xin lỗi. Được được. Việc ở công ty, vậy xin phiền anh. Được được được. Tạm biệt nha. Nói tiếp đi. Được biết, bốn cô gái bị giết chính là người ám sát trưởng quan Nhật mấy ngày trước. Hơn nữa người Nhật còn phát hiện một nam một nữ sắp tới đó gặp họ. Bắt được chưa? Chưa. Chắc chắn hai người đó tới lấy rương mật mã rồi. Họ cũng là người của quân thống sao? Rất có thể. Báo cáo, chúng tôi đã phục kích bốn quả dâu rừng thành công, đã lấy lại bản mẫu. Người đâu? Bốn quả dâu rừng phản kháng, bị chúng tôi giết chết rồi. Giết chết à? E là họ tự vẫn chứ. Cấp dưới tắc trách. Nói tiếp đi. Chúng tôi đã mai phục đợi một nam một nữ tìm tới, sau đó xảy ra cuộc đấu súng. Có điều cấp dưới rất hổ thẹn. Đôi nam nữ này đã bị thương và trốn thoát. Do tôi tắc trách, xin ngài xử phạt.
Lúc này xử phạt cậu có ích gì đây? Cấp dưới đáng chết. Sẽ tới lúc cậu phải chết. Rõ. Lưu Đông Tài, còn khai gì nữa không? Hắn chỉ là một thành viên hành động bình thường, hoàn toàn không biết rõ tình hình cụ thể hơn nữa. Kế hoạch tuyệt mật như vậy, mới vừa khởi động đã bị kẻ thù phá hoại. Điều này chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ kế hoạch đã bị bại lộ. Lập tức điều tra những người có khả năng tiếp xúc kế hoạch mỹ nhân bò cạp bên cạnh chúng ta ngay. Nhưng theo tôi được biết, bên cạnh chúng ta không có ai biết kế hoạch này hết. Chúng không biết kế hoạch này, nhưng chúng không biết thông qua tình tiết khi tiếp xúc phân tích ra hay sao. Cấp dưới ngu xuẩn. Cấp dưới lập tức bắt đầu điều tra ngay. Nhớ kỹ, không được rút dây động dừng. Rõ. Cuối cùng cũng về đây rồi. Chị, bây giờ em cảm thấy bên ngoài không tốt bằng chỗ này, có đúng không? Tôi thấy cô thật sự coi chỗ này là nhà mình rồi. Thì đúng là vậy mà. Mọi người cùng sống với một mái nhà, lại có thể cùng nhau đánh tiểu quỷ, cùng sinh tử, cùng hoạn nạn, không phải là người một nhà sao? Trước đó là ai cả ngày la hét đòi ra ngoài, nói ở đây buồn chết đi được. Chị à, trước đây đâu có giống như bây giờ, có phải không? Em có người thân là chị rồi, có phải không? Sao em nói cũng được hết. Vào nhà thôi, được. Mập và khỉ ốm đâu mất rồi? Lão đại trở về mà không thấy bóng dáng đâu hết. Mập, khỉ ốm, chúng tôi quay về rồi. Lẽ nào ra ngoài rồi? Nè, kìa, họ về rồi kìa. Không tốt rồi, có chuyện rồi. Trương Tư Minh bị người Nhật bắt đi rồi. Sao Trương Tư Minh lại bị bắt được chứ? Sao anh biết được? Bên ngoài đều đồn như vậy. Sao bắt anh ấy? Nói là thông đồng với quân thống. Chu Đồng thì sao? Còn ở ngân hàng? Chu Đồng vẫn còn ở ngân hàng à? Phải, anh liên lạc với anh ta chưa? Liên lạc rồi, anh ta nói Trương Tư Minh hai ngày trước phải ra ngoài ô tổ chức một cuộc hội thảo. Anh ta nghe chuyện này cũng thấy rất kỳ lạ. Hội thảo sao? Phải, có nói hội thảo khép kín gì đó. Chúng tôi không biết thế nào nên mới tới đó xem thử. Thì ra chỗ đó toàn là người Nhật, chúng tôi không dám vào trong. Chúng tôi còn nghe nói Trương Tư Minh vừa được thăng chức làm cục trưởng cục kinh tế, sao tự nhiên lại bị bắt chứ? Chắc chắn Yamamoto đã nghi ngờ Trương Tư Minh liên quan tới cái chết của Maki, nên hắn bắt đầu khống chế anh ấy. Nếu thật sự đúng là như vậy, thì hiện giờ Trương Tư Minh rất nguy hiểm. Trước khi Yamamoto có được bằng chứng chắc chắn, hắn chỉ có thể dùng cách này để tạm thời khống chế Tư Minh. Vì vậy chúng ta vẫn còn có cơ hội, dù sao địa điểm hội thảo cũng không phải là nhà tù. Cô muốn ra tay ở nơi tổ chức hội thảo? Đúng vậy, tôi không đồng ý. Không đồng ý thì chờ tôi ở nhà. Chị, ba tụi em đi với chị. Cô đừng gây rối. Sao lại nói tôi gây rối? Cô nghĩ kỹ lại đi. Đây có thể là cái bẫy do Yamamoto lập ra. Chính cô vừa nói đó, Yamamoto không có bằng chứng chắc chắn, nên hắn chỉ có thể khống chế Trương Tư Minh để thăm dò phản ứng của chúng ta đối với Trương Tư Minh. Tôi đồng ý với phân tích của Trí Diễn. Yamamoto nhất định sẽ cho người bao vây chỗ đó. Một khi chúng ta hành động, chẳng những không cứu được Tư Minh mà còn sập bẫy của hắn ta. Tôi có nói sẽ tấn công trực diện sao? Vậy ý cô là gì? Lẻn vào địa điểm hội thảo, liên lạc với Tư Minh, tìm cơ hội trốn thoát. Nhưng làm vậy có khác nào tiết lộ thân phận của Trương Tư Minh? Cùng lắp lên là không thể quay đầu. Một khi chúng ta hành động, Trương Tư Minh chỉ có thể rút lui đi. Đúng vậy. Với kẻ khôn ngoan như Yamamoto, các anh nghĩ hắn có sử dụng Tư Minh nữa không? Tôi khẳng định Tư Minh đã không còn khả năng trà trộn ở đó. Vì vậy chúng ta phải hành động ngay lập tức. Với lại tôi có một linh cảm Tư Minh cũng bắt đầu hành động rồi. Tôi đồng ý quyết định của cô. Đồng ý. Em, Mập và Khỉ Ốm ở nhà, không có lệnh của chị không được ra ngoài. Không được, hành động này quá nguy hiểm. Chúng ta phải đi cùng nhau. Phải đó, các người đi theo sẽ càng nguy hiểm hơn. Đây là mệnh lệnh. Dạ, chúng ta đi. Để chúng tôi đi đi, thêm người thêm sức mạnh mà. Anh thấy tôi nói đúng không? Hả? Hai anh đó, mau vào đây. Hai người nói nhanh lên. Nói cái gì? Anh ngốc hả? Chỗ Trương Tư Minh hội thảo đó, coi như anh thông minh, nhanh lên. À, nơi đó, để tôi nói cho. Sau khi ra khỏi cửa, chúng tôi đã đi theo con đường nhỏ.
Alo, là tôi. Lão Tống có đó không? Tư Minh, tôi có trường hợp khẩn cấp cần báo cáo với anh ấy. Tống Thành Khôn nghe đây, giờ cậu đang ở đâu? Tôi đang ở buồng điện thoại bên ngoài. Yamamoto nghi ngờ tôi, tôi đã tìm cơ hội thoát ra ngoài. Lập tức tìm nơi ẩn nấp, nhất định phải chú ý an toàn. Tôi cho người tới đón cậu ngay. Không kịp nữa, tôi vừa đến chỗ của Lâm Thu Như mới biết không có ai. Có lẽ cô ấy đã biết tình hình của tôi, chắc chắn là tới chỗ hội thảo. Như vậy sẽ trúng ngay kế mai phục của Yamamoto. Tôi xin tổ chức lập tức phái người cứu Lâm Thu Như ngay. Được, tôi sắp xếp ngay đây. Anh tự lo cho mình đi. Cậu tập hợp tất cả mọi người tới chỗ tổ chức hội thảo, tiếp ứng cho Trương Tư Minh và Lâm Thu Như. Rõ. Hay để tôi vào trước coi sao. Cảm ơn. Cảm ơn chuyện gì? Nè, cô nói vậy là sao? Thực hiện lệnh đi. Cô cẩn thận đó. Phòng họp. Hoàng tiên sinh, cuộc hội thảo chiều nay sao lại không thấy cục trưởng Trương Tư Minh đâu? Phải đó, chiều nay cậu ấy không đến, cũng không thấy đâu hết. Nhưng quan điểm kinh tế của cậu ấy thật sự rất độc đáo đó. Các người làm gì vậy? Nhiều người như vậy để cho hắn chạy thoát ngay trước mắt sao? Chúng tôi cũng không ngờ hắn tráo đổi quần áo. Hắn giả làm người mang cơm rồi trốn ra ngoài. Đừng làm kinh động người khác. Kế hoạch vẫn giữ nguyên. Tăng cường cảnh giác cao độ. Thấy bất cứ ai đáng ngờ lập tức bắt giữ ngay. Xin ngài Aoki yên tâm, tôi đã lệnh cho bên dưới chuẩn bị rồi. Đứng lại. Vào đây làm gì? Ống thoát nước bị hư, tôi tới để sửa chữa. Mở hộp ra. Được. Anh đứng gác ở đây, tôi đưa anh ta vào trong. Tôi biết rồi. Là phòng bên kia. Được. Chờ đã. Nè, kêu anh đó.
Chị, sao lại tới đây? Em muốn chết sao? Em muốn đi với chị cứu Trương Tư Minh. Đi thôi, anh ấy không có ở đây. Bọn chúng trúng kế rồi. Tăng cường lực lượng bên ngoài, phải bắt được bọn chúng cho tôi. Rõ. Đi mau, đuổi theo. Đuổi theo. Trương Tư Minh đâu? Không có ở đây. Không có đây sao? Anh ấy nhận ra được gì đó nên trốn trước rồi. Lập tức rút lui, rút lui, rút lui. Khẩu súng này mạnh thật đó. Đúng vậy. Sao họ lại tới đây chứ? Toàn là gây rối thôi. Nè, Trương Tư Minh đâu? Tôi không biết. Anh có thấy hắn không? Không thấy. Đồ khốn. Mập Thu Nguyệt. Khỉ ốm à? Khỉ ốm. Sao vậy? Tôi trúng đạn rồi. Bọn khốn này. Tôi đưa anh tới chỗ lão đại. Khỉ ốm à? Khỉ ốm. Khỉ ốm à? Khỉ ốm. Đừng làm vậy mà, tôi sợ đó. Anh thức dậy đi. Khỉ ốm, anh nói chuyện đi. Anh đừng giỡn với tôi vậy mà. Anh nói chuyện với tôi đi. Anh không thể chết được. Khỉ ốm à? Khỉ ốm. Khỉ ốm. Mập à, mập à, mập à, sao rồi? Tôi không sao. Hả? Lão đại, con gái, mặc đồ con gái vẫn đẹp hơn. Kiếp sau, cô có thể làm em gái tôi không? Mập à, mập à, mập à.
là Tư Minh. Trương Tư Minh cũng tới rồi. Thật đúng lúc. Tiêu diệt hết bọn chúng đi. Nhanh lên, cho người tới bao vây chúng ngay. Rõ. Thu Nguyệt giao cho anh. Tôi đi tìm Trương Tư Minh. Cô yên tâm đi. Thu Như ở bên kia. Tôi đi cứu cô ấy. Cẩn thận đó. Yểm trợ cô ấy ngay. Yểm trợ đi. Thịt viên nhỏ, thịt viên nhỏ. Chí Dĩ, đi. Tôi không đi, đi mau. Tôi không đi. Buông ra. Em không sao chứ? Không sao. Em tưởng anh bị bắt rồi. Anh không sao. Chúng ta đi thôi. Đi thôi. Không để chúng chạy thoát. Bắn mạnh vào. Rõ. Anh ráng chịu một chút. Chúng ta sắp tới bệnh viện rồi. Tư Minh à, để anh nghĩ một chút đi. Nói chuyện với anh đi. Anh biết không, lúc về tới đây nghe tin anh bị bắt, em cứ tưởng sẽ không còn cơ hội gặp lại anh nữa. Em đừng lo. Không phải em gặp được anh rồi sao? Yên tâm đi, anh không sao đâu. Sao anh biết hôm nay em sẽ quay về chứ? Hôm nay là sinh nhật của anh. Anh đoán hôm nay em sẽ về. Đừng khóc nữa. Em khóc không đẹp đâu. Sẽ không may mắn đâu. Em phải vui lên. Em không khóc. Em không khóc nữa. Vậy thì tốt. Tư Minh. Tư Minh. Tư Minh à. Tư Minh, anh tỉnh lại đi. Tư Minh. Tư Minh, anh tỉnh lại đi mà. Anh tỉnh lại đi. Đừng lo quá. Vừa rồi anh chỉ định thực hiện điều ước thôi.
Anh định thực hiện điều ước gì chứ? Có thể nói cho em biết được không? Không thể nói được. Nói ra sẽ không linh đâu. Vậy anh đừng nói nữa. Nhưng mà anh sợ nếu như anh không nói sẽ không còn cơ hội nữa. Không đâu, anh nhất định sẽ khỏe lại mà. Anh hy vọng rằng có một ngày có thể thấy em mặc áo cưới, làm lễ cưới với anh. Trở về chúng ta sẽ kết hôn. Anh sẽ thấy em lúc mặc áo cưới trông như thế nào. Em mặc áo cưới sẽ trông như thế nào, anh có thể tưởng tượng được. Nhất định sẽ rất đẹp đó. Anh sẽ không sao đâu Tư Minh. Anh nhất định không sao đâu mà. Không có gì đâu. Anh nhìn đi. Anh biết đây là gì không? Anh nói anh phải về thăm Nam Kinh. Anh còn nhớ không? Lúc chúng ta đi học, chúng ta đã mang theo một nắm đất của quê hương. Nói là nó sẽ giúp chúng ta đỡ nhớ nhà. Anh muốn về thăm nhà. Hãng Tây Yamato. Noriko tiểu thư, xin mời.
Báo cáo ngài, Noriko tiểu thư đã đến. Mời cô. Thưa ngài, đã lâu không gặp. Noriko tiểu thư, thời gian qua vẫn khỏe chứ? Tôi nghe nói ngài vừa mới tới nơi này, đã giải quyết được tên hung thủ giết ngài Maki, khiến Noriko vô cùng bội phục. Noriko tiểu thư, quá khen rồi. Vẫn chưa hoàn toàn bắt được hung thủ, còn phiền Noriko tiểu thư tới đây giúp đỡ đây. Ngài không cần khách sáo, tôi rất vinh dự được làm việc chung với ngài. Xin ngài cho chỉ thị. Không cần gấp, đi thuyền rất vất vả, nghỉ ngơi trước đi. Tôi sẽ nhờ anh Aoki sắp xếp cho cô. Mau đi đi. Dạ. Ngồi đi. Noriko tiểu thư, mời cô nếm thử trà của nước này. Rất thơm. Đây là trà gì vậy? Trà nổi tiếng ở Giang Tô, Bích Loa Xuân. Trà ngon. Noriko tiểu thư, đối với hành động lần này, cô có ý kiến gì không? Theo những gì mà Aoki nói với tôi nghĩ kế hoạch của ngài rất quyết đoán, cũng rất kín kẽ. Nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chắc chắn sẽ giải quyết được Lâm Thu Như. Chuyện ngoài ý muốn cô muốn nói là chuyện gì? Là Chu Đồng. Lần này liên quan tới nhiều bên, hay là chúng ta bàn bạc kỹ hơn đi? Không cần đâu. Tôi không thể chờ đợi thêm. Phải tiêu diệt Lâm Thu Như. Cô ta còn ở đây thì căn cứ của chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Chỉ khi cho cô ta cơ hội thì chúng ta mới có được cơ hội cho chính mình thôi. Tôi hiểu ý ngài. Hoan nghênh quý khách. Chào tiên sinh, xin hỏi ngài uống gì? Cà phê. Xin đợi một lát. Thực sự là bây giờ Noriko đã có mặt ở Thượng Hải. 8 giờ tối nay Yamamoto sẽ tới khách sạn Wado làm tiệc tẩy trần cho Noriko.
Cuối cùng anh làm việc cho ai? Tôi không hiểu anh đang nói gì. Anh còn là người của quân thống chứ? Tôi hỏi câu này chắc anh phải hiểu rồi chứ? Anh nghĩ sao? Thu Như đã nói gì với anh? Cô ấy đi đâu? Tôi yêu cầu anh đừng cản trở chúng tôi. Chúng tôi? Chuyện này chỉ cần tôi và Lâm Thu Như hoàn thành. Đây cũng là quyết định của Lâm Thu Như. Anh có biết mình đang làm gì không? Tất nhiên biết. Không rảnh dài dòng với anh. Anh không ngăn được tôi đâu. Tôi biết chứ. Anh muốn kéo dài. Đó là chỗ nào? Khách sạn Hoa Đô. Nếu Thu Như xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tôi quyết không tha cho anh đâu. Cuối cùng cũng có người chịu về rồi. Sao vậy? Trí Diễn đâu? Sau khi chị tôi đi ra ngoài thì anh ta cũng đi theo. Cô ở yên trong nhà cho tôi, không được đi đâu hết. Sao phải làm vậy? Đây là mệnh lệnh. Các người đúng là phiền thật. Mỗi lần không tìm ra được lý do là lấy mệnh lệnh ra ép người ta. Thấy phiền phức là việc của cô, còn mệnh lệnh là cô phải tuân theo, hiểu chưa? Coi như anh giỏi đó. Cảm ơn. Thuốc thơm đây. Ai mua thuốc thơm không? Thuốc lá thơm đây. Thuốc lá thơm đây. Thuốc lá thơm đây. Xem ra anh chờ ở đây rất lâu rồi. Xem ra tôi đã không chờ đợi vô ích. Đuổi theo. Quý khách đi thông thả.
Cô hơi manh động rồi đó. Lâm Thu Như tiểu thư, cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau. Cô đâu cần nóng lòng giết tôi như vậy. Đây là điều cấm kỵ đối với người làm nghề chúng ta. Chu Đồng, muốn làm gì thì nhanh tay lên. Cô tin tưởng tôi cũng là điều cấm kỵ đối với người làm nghề chúng ta. Đúng vậy, tôi thậm chí còn làm một điều cấm kỵ hơn. Anh không thể nể tình Trương Tư Minh để tôi được kết thúc thoải mái hay sao hả? Cô thật sự đã sai, lại càng thêm sai. Sao tôi có thể để cô chết dễ dàng như vậy được chứ? Chu Đồng, cậu làm rất tốt. Cảm ơn ngài Yamamoto khen ngợi. Lâm tiểu thư, mời. Tôi giao hắn cho cô.
Cha mẹ chúng ta chắc là đang nhớ em. Lúc em gặp cha mẹ, em nói với cha mẹ, là chị đã tìm ra em rồi. Khi nào chị gặp anh hai, chị cũng nói với anh ấy là chị tìm ra em rồi. Đừng sợ, chị sẽ đi cùng em một đoạn. Alo, alo, anh Long. Gần đường Hà Phi, đường Nam Masi xuất hiện một nhóm người dáng vẻ đáng ngờ. Tiếp tục giám sát, tôi qua đó ngay. Lên lầu mau. Xông lên, lên, lên.
Chúng ta phải thu hút sự chú ý của người Nhật, tranh thủ thời gian cho Lâm Thu Như. Anh Long sẽ tới ngay, chuẩn bị hành động. Được. Anh Aoki, hôm nay không nói câu nào. Có phải đêm qua gặp phải chuyện gì rồi không?
muốn dục ngựa truy sát. Tuyết rơi, phủ cung đau. Tôi quyết định đêm nay tập kích căn cứ In Tiền. Kho Thái Hưng. Nếu cô là Lâm Thu Như, cô sẽ chọn ra tay lúc nào? Có lẽ cô ta cho rằng vào lúc chúng ta lơ là, vậy tại sao cô ta vẫn chưa tấn công xưởng dệt Đại Thông? Cô ta cho rằng thời cơ chưa tới sao? Có lẽ cô ta muốn ổn thỏa hơn một chút nữa. Tại sao lúc này Lâm Thu Như lại ám sát Đinh Lập Nghiệp chứ? Đây có lẽ là một cơ hội tình cờ của chúng thôi. Tuyệt đối không thể nào. Chắc chắn chúng có kế hoạch từ trước. Vậy thì cứ nói đi, đừng ngại. Đó là cô ta muốn làm rối suy luận của chúng ta. Cô ta muốn đánh lạc hướng chú ý của tôi. Vậy giờ cô ta tìm được căn cứ mới của chúng ta rồi sao? Có lẽ tìm được rồi. Vậy tôi lập tức phái người đi ngay. Nếu như cô ta đã tìm được, lúc này làm gì cũng đã muộn rồi. Kho Thái Hưng. Tới lúc kết thúc rồi. Kết thúc gì chứ? Kết thúc với Lâm Thu Như sao? Về đi. Nếu quả thật đêm nay Lâm Thu Như đã tìm ra căn cứ của chúng ta, vậy lúc này chúng ta làm gì cũng vô dụng thôi. Vậy thì đã không còn kịp nữa rồi. Tôi không hiểu ý của chị cho lắm. Ngày mai sẽ hiểu tất cả. Vậy nghĩa là sao? Đêm nay vô cùng đặc biệt.
Vậy tôi nên làm gì đây? Về nghỉ ngơi đi. Rõ. Biệt thự Tử Ngọc. Những người còn lại giao cho các anh. Thu Như, cẩn thận đó. Tôi đang ở ngoài sân, đợi cô đây. Tôi rất khâm phục sự gan dạ của cô. Chuyện này liên quan sự gan dạ hay sao? Tôi đang ở trong chính ngôi nhà của mình. Nhưng nhà của cô còn là nhà hay sao? Mãi mãi luôn là như vậy. Nếu cô đã tới, người của tôi sẽ bắn chết cô mọi lúc. Xin mời. Vậy là biến thành có thể bắn chết tôi mọi lúc rồi. Vậy sao? Họ sẽ không cản trở chúng ta. Ở đây chỉ có hai chúng ta. Cô tự tin như vậy sao? Tại sao không? Dùng vũ khí tôi chuẩn bị cho cô, được không? Có
Được thôi. Hình như cô không có nhiều thời gian. Nếu cô không thể giết tôi trong 5 phút, cô và đồng bọn đừng hòng sống sót rời khỏi đây. Xem như cô sáng suốt. Cô sắp xếp người của mình tới chi viện rồi, nhưng chúng còn cần thời gian 10 phút. Cô có thể cầm chân tôi, hoặc là hai chúng ta có thể đấu xem súng của ai nhanh hơn. Tự tay chém cô là phương thức kết thúc tôi kỳ vọng đã lâu rồi. Không sáng tạo một chút nào. Sao lại nghĩ giống hệt tôi vậy? Lên đi.
Lâm Thu Như, cô không còn thời gian đâu, đủ để giết cô rồi. Đã gọi giùm cô rồi. Cảm ơn. Một đồng chí của chúng ta bị bắt. Chiều nay chúng ta sẽ triển khai hành động ứng cứu trên đường áp tải anh ấy tới Nam Kinh. Đồng chí Bách Tường đề nghị để cô tham gia hành động lần này. Cảm ơn. Đây là tuyến đường áp tải và địa điểm chúng ta phục kích. Nhân viên hành động của chúng ta đã khởi hành trước rồi. Lát nữa chúng ta chia ra tới địa điểm phục kích. Rõ rồi. Vậy tôi đi trước đây. Còn phải về bổ sung vài trang bị. Hành động lần này hệ số nguy hiểm rất cao. Nếu như quân Nhật dùng nó làm mồi nhử, vậy sẽ càng nguy hiểm hơn. Yên tâm đi, nguy hiểm kiểu này với tôi mà nói cũng không phải một hai lần. Nhất định phải thận trọng đó. Được rồi.
Nói đi, bố trí hành động tiếp theo là gì? Hành động đã được bắt đầu rồi. Nói nghe xem. Chúng tôi sẽ một mẻ tóm gọn tất cả đám người tới cứu Sato Hidechu. Rất tốt. Tại sao cô không tham gia? Chẳng phải cô tới rồi sao? Có ngại tôi hành động cùng cô không? Đương nhiên không ngại. Rất tốt, chúng ta đi thôi. Chúc thiếu tá Tanaka lần này mã đáo thành công. Cảm ơn. Đi, đi mau. Tô tiểu thư, mời.
Xem ra đánh giá cao các người cũng là sai lầm chí mạng rồi. Không ngờ chỉ một âm mưu nhỏ như vậy thôi đã dụ được các người qua đây. Đừng quá tự tin. Cô có bày mưu nhiều hơn, kết quả sau cùng cũng vẫn như nhau thôi. Anh sắp chết tới nơi rồi, muốn nói cho sướng miệng sao? Rốt cuộc có phải kết quả đó không? Không bao lâu nữa cô sẽ biết ngay thôi. Sao tôi cảm thấy bây giờ anh giống như một bệnh nhân? Đợi tôi bắt được đồng bọn của anh rồi, tôi nhất định cho anh chết đầu tiên đó. Được thôi. Những người xung quanh bước ra hết cho tôi. Tôi cho các người 10 giây. Nếu như các người không bước ra, 10 giây trôi qua, hắn ta buộc phải biến mất. Một. Hai. Ba, thả anh ta ra. Tôi đi theo các người. Cô cảm thấy cô có đủ giá trị đó sao? Cô quá không tôn trọng trưởng quan của mình rồi đó. Là ý gì đây? Người giết Maki, giết Yamamoto, giết Noriko không có giá trị. Cô không cảm thấy là không tôn trọng trưởng quan của mình hay sao? Cô là Lâm Thu Như à? Thả anh ta ra, tôi đi với cô. Như vậy cô còn được sống thêm vài ngày. Các người đều điên hết rồi hả? Còn cho tôi sống thêm vài ngày? Thu Như, mặc kệ anh, xem trọng đại cuộc đi. Tôi sẽ thả hắn ra, nhưng cô phải qua đây. Nếu cô không qua đây, tôi sẽ lập tức bắn chết hắn ta ngay. Thôi được rồi, tôi sẽ qua. Những người khác cũng bước ra hết cho tôi. Nếu không, 10 giây sau tôi vẫn bắn chết hắn ta. Nếu như cô làm vậy, tôi không chơi với cô nữa. Là ý gì hả? Tôi chỉ không muốn anh ấy chết, nên mới không lập tức ra tay giết cô. Nếu cô muốn tiêu diệt tất cả chúng tôi như vậy, có phải quá ngây thơ rồi không? Cô có thể giết anh ấy, nhưng trong 10 giây cô cũng sẽ đi gặp trưởng quan của cô ngay. Cô tưởng là tôi không dám sao? Không cần nghiêm túc vậy đâu. Chúng tôi ra là được rồi. Chúng tôi ra hết rồi. Còn nữa không? Bước ra hết cho tôi. Còn ở đây, thật ra cô là ai? Cô không cảm thấy cô hỏi quá ngu rồi sao? Cô nghĩ tôi là ai? Lập tức thả nấy ra ngay. Nếu không,
tôi một phát bắn chết cô ta. Cô từ bỏ đi, các người không thoát được đâu. Bớt nói nhảm đi. Thả nấy ra đi. Đi về phía tôi nào. Các người ngoan ngoãn bỏ súng xuống cho tôi. Các người yên tâm, đợi chúng tôi tới chỗ an toàn, tự nhiên sẽ thả trưởng quan các người ra. Tất cả bỏ súng xuống cho tôi. Đi. Mạng Hồng, cô ráng lên. Bây giờ chúng ta an toàn rồi. Lên xe. Đi mau. Mạng Hồng, cảm ơn cô. Bây giờ chúng ta an toàn rồi. Không cần cảm ơn. Đây đều là việc tôi nên làm thôi. Ráng lên, nhất định sẽ qua khỏi thôi. Tha thứ cho tôi. Tôi muốn cố gắng, nhưng mà thủ thuật và cách đâm của cô ta quá nhanh. Bây giờ không còn nhiều thời gian cho tôi nữa rồi. Mạng Hồng, cô đừng nói như vậy. Chúng ta quả thật, tôi không còn nhiều thời gian nữa. Năm đó, mùa đông, tôi đã gặp anh ngoài cổng Trung Hoa, trong khu rừng phía Tây. Cô nói gì? Cô nói lại lần nữa đi. Tôi xin lỗi. Tôi đã được tổng bộ trực tiếp lãnh đạo. Tôi không thể nói cho anh biết sớm. Tôi hiểu hết rồi. Đừng nói nữa. Cũng đừng sợ. Cô yên tâm. Chắc chắn cô sẽ không sao. Tin tôi đi.
Cảm ơn cô. Mạn Hồng, Mạn Hồng, đó không phải Lâm Thu Như sao? Đúng đó. Tại sao cô ấy không vào? Chắc cô ấy cũng như chúng ta, không thích từ biệt cho lắm. Cô ấy phải đi rồi sao? Chắc là vậy rồi. Hình như anh biết cô ấy muốn đi đâu. Không biết. Em thì biết đó. Nói nghe thử. Còn phải nói sao? Chắc chắn là bên đó rồi. Chắc chứ, đương nhiên. Hơn nữa, sớm muộn anh cũng đi thôi. Sứ mệnh của cánh bướm đã kết thúc. Đảng viên cách mạng Lâm Thu Như sẽ bắt đầu hành trình mới của cô ấy, hoàn thành sứ mệnh mới của cô ấy.